Để làm món này, mình cần khoảng 2-2 thau rưỡi ức gà. Cho khoảng 1 lít nước vào trong nồi. Chuẩn bị thêm nửa củ hành tây chẻ làm 3, khoảng nửa củ gừng sắc lát dày và khoảng 5-7 lá chanh. Tất cả cho vào nồi luộc. Mình sẽ luộc ức gà trong khoảng 15 phút. Sau khi ức gà đã chín thì vớt vào trong một thau nước đá. Bỏ thịt gà mới luộc vào trong thau nước đá, mục đích là làm cho thịt gà được dai. Sau đó thì xé sợi, nhưng nhớ đừng xé quá nhuyễn, gà sẽ bị nát. Tiếp theo, mình cho vào trong chảo khoảng 2 muỗng canh dầu ăn cùng với 1 muỗng canh tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng canh sả băm nhuyễn, 1 muỗng cà phê ớt băm, vài lát gừng sắc lát và khoảng 10 lá chanh sắc nhuyễn. Cứ lần lượt cho vào trong chảo, trộn đều, đừng để bị khét. Sau đó, mình sẽ cho tiếp vào trong chảo này 1 muỗng cà phê bột nghệ, nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê ớt bột và nửa muỗng cà phê bột hạt điều. Tất cả trộn đều lên, trộn nhanh tay. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một chén nước sốt gồm có khoảng 4 muỗng canh mật ong, 4 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột nêm. Cho thêm vào trong chảo khoảng 200ml nước luộc gà. Sau đó, cho thịt gà đã xé sợi vào trong chảo hỗn hợp này và trộn đều. Trong quá trình trộn, mình có thể nêm lại theo khẩu vị vừa ăn. Trộn đến khi gà rút hết nước thì cho vào trong máy sấy khoảng 1 tiếng cho khô lại. Như vậy là mình đã có được món khô gà xé.